Thưa quý vị, mới đây, trong lúc đánh bắt thủy sản ở bãi biển tại Trà Vinh, người dân phát hiện quả bom nặng tới 350kg còn nguyên ngòi nổ. Vụ việc đã được báo cho lực lượng công binh và quả bom này đã được thu gom an toàn. Ngày 7 tháng 10 năm 2022, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cầu Ngang và Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Long Nam đã thu gom, xử lý an toàn một quả bom nặng 350kg do ngư dân phát hiện trong lúc đánh bắt hải sản trên bãi biển thuộc địa bàn xã Mỹ Nam Long. Theo đó, ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cầu Ngang đã cử cán bộ khảo sát, phân công lực lượng cắm biển cảnh báo, không để người dân vào khu vực nguy hiểm, đồng thời báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh. Đại úy Bao Quốc Vệ, trợ lý công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh cho biết, quả bom được người dân phát hiện là bom do Mỹ sản xuất, còn sót lại trong chiến tranh Việt Nam. Quả bom còn nguyên ngòi nổ rất nguy hiểm, có chiều dài khoảng 1,2 mét. Ngoài ra, lực lượng công binh còn thu gom một đầu đạn pháo 105mm tại xã Hiệp Hòa thuộc huyện Cầu Ngang. Sau khi thu gom, số vũ khí này đã được đưa về trường bắn huyện Tiểu Cần tập kết, chờ đưa đi hủy nổ theo quy định. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên tiếp tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.